Chỉ là một chậu nước thôi, chảy cả ngày. Chảy nữa. Tốn nước nhỉ? Không tốn đâu. Chỉ một chậu nước là chảy mấy ngày liền. Cả tháng cả năm. Đẹp lắm nhỉ. Nhà ở đâu? Nhà cháu ở bên Long Hệ. Long Hệ là ở ấy à? Long Hệ Thuận Châu à? Vâng ạ. Người ta thường nói là quê của thằng Xuân Sùng đấy. Cháu ở bên đấy. Tốt thế nhỉ. Bác thử làm thì sáng chế hay là bác mua bắt đầu về? Làm. Trên đây có tre làm tốt đấy. Có tre mà, trên đây có tre nhỉ. Làm tre tiếng kêu thì nó hay hơn là làm. Ừ đúng rồi, nhựa kiểu tiếng gõ chứ đúng không? Chặt được ít tre về ngon. Khi nào mày về mày chặt cho tao một ít đoạn như này, xuống tao hướng dẫn cho mà làm đơn giản. Vâng vâng. Chỉ cơ bản cái ống này thôi, chứ còn ống nhỏ này cần một hai đoạn này. Vâng. Ống này cũng chỉ cần khoảng 6-7 đoạn nhỉ. Cái này thôi đúng không? Vâng vâng. Có nhiều loại tre, cái tre gì, cái tre mỏng thế này mà nhưng tre nhưng mà nó phải đều, nó không vỡ nước. Vâng vâng. Cặp nước